Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 18, câu 21 đến chương 19, câu 1. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lạy: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ, người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết món nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đan. Quý vị và các bạn thân mến, người làm lớn thường uy quyền, vì quyền hành nắm trong tay cho phép họ thể hiện quyền hành với thuộc cấp của mình. Chúng ta quen với hình ảnh lãnh đạo bắt lỗi dân lành, người có quyền trừng trị dân đen, chứ mấy khi thấy ngược lại. Trong một cơ chế công hay tư, hay một thể chế nào, thì người có quyền cũng được ưu tiên. Trong các chế độ độc tài, thậm chí còn được miễn chuẩn về việc truy tố mỗi khi có sai phạm nghiêm trọng. Thế nên, với vị thế của Phêrô, ông hỏi Chúa Giêsu về việc tha thứ cho anh em mấy lần, đã là một sự tiến bộ lớn trong nhận thức về sự tha thứ của người làm lớn với người thấp hơn mình. Ở đây, ta nhận thấy đã có tinh thần của Chúa Giêsu nơi cách sống của Thánh Phêrô. Từ việc tha thứ vốn rất khó khăn, ông đã thẩm thấu việc tha thứ đó hẳn là cần thiết và điều kiện là mấy lần thì đủ. Với Chúa Giêsu không có giới hạn, như chính Chúa tha thứ cho chúng ta không giới hạn. Thử hỏi có tội lỗi nào mà Chúa không tha thứ cho ta? Nên ở đây, Chúa muốn Phêrô cách riêng
và chúng ta cách chung nhận thức điều này ở một tầm mức mới, đẩy nó đến biên độ là vô biên, ra ngoài đường chân trời giới hạn của con người chúng ta. Qua dụ ngôn mà Chúa kể cho chúng ta nghe, có một thực tế mà câu chuyện đó nói với chúng ta, là chúng ta thường khắt khe và thậm chí tàn nhẫn với người khác. Đáng lẽ ra họ được khoan dung nhiều hơn. Sống trong đời, quả thật, chúng ta kinh nghiệm điều này. Người khác rộng lượng với ta, ta cảm mến. Nhưng khi người khác cần sự rộng lượng của ta, ta lại dè sẻn và có khi tàn nhẫn. Điều này khác với nguyên lý tha thứ của Chúa. Với kinh lạy cha mà chúng ta đọc mỗi ngày, là lời cầu xin thực sự rất thiết yếu. Xin cha tha cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con. Chúa không phải là ông chủ hà khắc hay bắt lỗi. Chúa là đấng nhân từ vô cùng. Chúa luôn muốn tha thứ cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày Chúa vẫn luôn tha thứ những lầm lỗi của chúng con, những tội chúng con phạm, cả những điều thầm kín không ai thấy. Xin cho chúng con cũng biết rộng lượng, đừng chấp nhất nhỏ nhen, và cũng biết tha thứ cho nhau. Amen.